Lấy vợ tàn tật. Sau trận đá hôm qua, khối thằng ra đây ở, đã đắm thế đấy. Thôi, uống đi. Số mày nhỏ quá. Lần cá độ này mày thua hết không ít đâu. Giờ tính sao? Chắc phải bán nốt cái nhà ông bà tao để lại. Mày uống nhiều rồi, về được không đó? Tao không người thân thích, không nhà cửa, giờ còn sợ cái quái gì? Thôi kệ nó đi, nhà nó cũng gần đây, nó mà có tí men là không ai nói nổi đâu. Cô ta chết rồi ư? Mình đã làm gì thế này? Gây tai nạn và bỏ trốn như một kẻ hèn nhát. Không biết cô gái kia thế nào rồi. Con bé Lam đã không xinh xắn gì, giờ lại liệt hai chân, ma nào thèm rước. Khổ thân ông Bảy, đã gà trống nuôi con từ đợt ấy, giờ chắc nuôi con bé đến già luôn quá à. Thế làm sao mà ra nông nổi ấy? Ôi giời ơi, bị xe tông ngay trước quán đây này. Thế mà không biết được xe nào, mặt mũi tên lái xe ra sao nữa. Có lẽ đây là món nợ mình phải dùng cả đời này để trả. May quá, tôi đang tuyển người mấy hôm nay mà không được. Công việc của quán ăn hơi vất vả. Nếu cậu không chê thì có thể ăn ở tại quán. Lương tôi vẫn trả đầy đủ, không thiếu một đồng. Vậy thì tốt quá, cháu cảm ơn chú. Không giấu gì cậu, con gái tôi gặp tai nạn, giờ không thể đi lại được. Nó không chịu đi đâu gặp ai, tính khí thất thường, tôi cũng bất lực với nó. Phục vụ đâu? Dạ có đây ạ. Lam à, đây là Minh, nhân viên mới của quán ăn. Con xem Minh đem gì đến cho con nè. Anh nghe nói em rất thích hoa hồng, ngày nào anh cũng sẽ... Anh ném hết đi. Vui vẻ gì khi chỉ có thể nằm đây ngắm chúng chứ. Lam ơi, dậy ăn trưa đi em. Anh mang ra đi, em không muốn ăn đâu. Lam à, cho mọi người thấy nụ cười của em được không? Chừng nào em chưa tìm lại niềm vui cuộc sống, thì chừng đó, những người quan tâm đến em như bố em và anh thật sự không thể yên lòng được. 10 năm sau. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Để con đi gọi bố nhé. Thôi, thôi, không sao đâu con. Đừng gọi bố con làm gì. Cái này mẹ dọn được mà. Mẹ ơi, tại sao chân mẹ mãi không khỏi? Chân mẹ bị thương từ rất lâu trước đây, không thể hồi phục lại con à. Sao mẹ lại bị thương hả mẹ? Mẹ bị một chiếc ô tô đâm phải khi qua đường. Khi đó, mẹ chỉ nhớ một chiếc ô tô đi rất nhanh lao đến chỗ mẹ. Trước khi mất đi ý thức, mẹ còn thấy một chiếc xe máy cũng mất lái đâm vào xe ô tô. Nhưng đến giờ, cảnh sát vẫn chưa tìm thấy chiếc ô tô gây tai nạn và cả chiếc xe máy gặp tai nạn lúc đó. Thì ra, hôm đó, người gây tai nạn cho cô ấy không phải là mình. Vậy mà bao lâu nay, không một phút nào mình thôi tự trách bản thân. Tao cũng đã thấy là lạ, bỗng nhiên mày lại tu chí làm ăn. Rồi lấy một đứa vừa xấu vừa liệt hai chân như thế. Nhà nó cũng chẳng khá giả gì. Mà giờ cũng chưa muộn. Hay mày bỏ quách đi cho rồi. Mày thôi đi. Anh sao thế? Có bao giờ thấy anh uống say thế này đâu. Bố còn chưa hôn, chúc ngủ ngon con nữa mà. Hai mẹ con im hết đi. Ôi, không sao con. Khánh hoàng của mẹ. Chắc bố đang mệt. Mẹ con mình ra ngoài nhé. Anh tỉnh dậy rồi hả? Anh ăn bát cháo giải rượu đi. Em cứ nghĩ đi, mặc kệ anh. Em có làm được gì cho anh đâu. Từ ngày lấy em, anh gần như chỉ quanh quẩn ở bên em, chăm chút cho em từng ly từng tí. Anh yêu em nhiều như vậy, vì em nhiều như vậy, nhưng em chỉ làm khổ anh thôi. Không rõ mình làm vậy vì tình yêu
hay vì thấy tội lỗi với cô ấy nữa. Bố mẹ ơi, có ảnh rồi, có ảnh rồi. Ơ, sao mẹ lại khóc nữa hả mẹ? À, không có gì đâu con. Dạo này mẹ hay bị bụi bay vào mắt ấy mà. Ảnh chụp nhà mình đẹp lắm mẹ ơi. Con vào khoe với bố nhé. Ừ, bố con đang trong phòng đấy. Bố xem này. Tấm này nhà mình ai cũng đẹp hết. Trời ơi, đây là mình sao? Mình đang có một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền, một đứa con ngoan, một người cha đáng kính. Còn điều gì là không công bằng nữa? Mình đã nhận được quá nhiều niềm vui và hạnh phúc mà phút chốc lại quên đi điều đó. Bố xin lỗi hai mẹ con, hôm qua bố say quá. Từ sau bố sẽ không như thế nữa. Cuộc đời tôi đã xoay chuyển một cách bất ngờ. Không cần biết xuất phát điểm là tình yêu hay cảm giác tội lỗi, tôi nên cảm thấy mình may mắn. Nếu được quay lại ngày hôm đó, tôi vẫn sẽ bước vào quán ăn, vẫn sẽ quan tâm, chăm sóc cô ấy mỗi ngày, vẫn sẽ kiên nhẫn giúp cô ấy vượt qua mặc cảm, tự ti, và vẫn muốn trở thành chồng cô ấy, trở thành người đàn ông hạnh phúc như hiện tại. Lựa chọn bất ngờ. Chưa bao giờ lại rơi vào tình trạng khó xử như thế này. Thu An, Mai Mai, từ bỏ ai cũng là điều đáng tiếc của chúng ta. Đúng là vậy. Ca này quả là khó. Theo chỉ tiêu, chỉ tuyển một người vào vị trí này. Nhưng hai ứng viên này đều tốt như nhau. Tôi quyết định nhận cả hai người cùng vào làm. Tôi quyết định rồi, cứ như vậy đi. Chúng ta chưa từng có tiền lệ như thế, nhưng tôi thấy đó là ý kiến hay nhất đấy. Thu An, Mai Mai, hai cô vào gặp tổng giám đốc nhé. Tôi nghe nói tổng giám đốc sẽ chọn một trong hai người họ vào vị trí trưởng phòng kinh doanh cho chi nhánh mới đấy. Thế thì khó lắm. Tôi nghĩ là Mai Mai được chọn. Không, tôi nghĩ là Thu An. Khó thật, đều 8 lạng nửa cân cả, biết chọn ai nhỉ? Hai cô xây dựng cho tôi kế hoạch kinh doanh của dự án lần này. Đây là dự án mới đặc biệt quan trọng của công ty, vì vậy các cô làm hết sức cẩn thận cho tôi. Vâng, thưa sếp. Đây cũng là bản kế hoạch quan trọng để đánh giá hai cô cho vị trí trưởng phòng kinh doanh chi nhánh mới. Các cô hãy cố gắng nhé. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa sếp. Thưa anh đã xem bản kế hoạch kinh doanh của Mai Mai và Thu An chưa ạ? Tôi đã xem và xem rất kỹ. Anh cho ý kiến thế nào ạ? Rất xuất sắc, cả hai. Vậy thì chọn ai được thưa anh? Hai cái cô này đúng là khiến cho chúng ta khó xử. Nếu không chính xác thì sẽ rất thiệt thòi và bất công cho người còn lại. Tôi thực sự đang rất đau đầu trong việc chọn lựa này. Phần quan trọng nữa của cuộc họp, tôi chính thức công bố bổ nhiệm chức trưởng phòng kinh doanh chi nhánh mới cho cô Thu An. Chúc cô Thu An tiếp tục hoàn thành xuất sắc ở cương vị mới này. Ồ! Thưa sếp, em muốn hỏi sếp một việc có được không ạ? Cô cứ nói đi, tôi nghe đây. Dạ. Em muốn hỏi về cuộc họp bổ nhiệm trưởng phòng kinh doanh cho chi nhánh mới sáng nay ạ. Sếp có thể cho em biết lý do tại sao em không được chọn không ạ? Cô ngồi xuống đây đi. Cô xem cái này xem. Cô đã là nhân viên của công ty hơn 1 năm rồi. Chắc cô cũng hiểu rõ quy định về thời gian làm việc của công ty chúng ta. Thời gian làm việc bắt đầu mỗi ngày của công ty là 8 giờ. Nhưng công ty đã nới thêm 5 phút. Tức là nhân viên đến làm việc lúc 8 giờ 5 phút không được xem là muộn. Mai, mai quá. Vẫn kịp chứ? Ừ, kịp. Tưởng muộn, nhưng hôm nào cũng vừa zin. Trong báo cáo này, thời gian đến văn phòng của cô phần lớn là 8 giờ 5 phút. Trong khi cô hãy xem Thu An, đều đến văn phòng lúc 7 giờ 55 phút. Cô ấy ngày nào cũng đến sớm hơn 5 phút so với quy định. Cô ấy dùng thời gian này để chuẩn bị mọi việc chu đáo,
sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Trong khi cô cứ đúng 8 giờ 5 phút là có mặt, lúc nào cũng vội vàng. Sau đó dành một số phút cho việc ăn sáng, uống cà phê, tán gẫu. Chúng tôi cần một trưởng phòng là người luôn sớm nhất trong mọi việc, là người tuân thủ kỷ luật nhất, là người có thể làm gương cho nhân viên cấp dưới. Vì thế chúng tôi không thể chọn cô. Năng lực thì cố gắng sẽ có thể có được, nhưng ý thức thì cần phải xây dựng từ trong tâm mình. Em đã hiểu thưa sếp. Cảm ơn sếp đã giúp em hiểu ra bài học giá trị này. Thân phận giấu kín. Mẹ ơi, tối nay con đi ăn với đối tác, không ăn cơm ở nhà đâu mẹ ạ. Ừ, con cứ đi. Em có là cho anh bộ quần áo rồi đó. Đối tác hôm nay có đưa vợ đi theo không hả anh? Có, anh ấy cũng đi cùng vợ. Vậy thì em sẽ đi cùng anh như mọi lần đúng không? Ừ, nhưng đối tác hôm nay rất quan trọng. Vợ chồng anh ấy đều có gia thế khủng. Anh sợ người ta đánh giá, nên em cứ nói mình là thạc sĩ kinh tế, bố mẹ sống ở Canada nha. Ừ, nhưng mà... Cứ vậy đi em. Nếu nói thật về xuất thân của em, sợ đối tác của anh họ coi thường em. Giờ em vào thay đồ đi. Con bé hiền, bố mẹ mất sớm, vào trại trẻ mồ côi từ nhỏ, không người thân thích. Nhưng nó ngoan ngoãn, thân phận của nó có gì đáng xấu hổ đâu, mà gặp ai con cũng phải giấu vậy. Không mẹ ạ, à, con không muốn người ta coi thường mình. Con dù sao cũng là doanh nhân thành đạt, vợ con cũng phải tương xứng với mẹ. Alo. Hả? Diễm à, lâu lắm không gặp em. Em về nước khi nào đấy? Hả? Vào tối nay ư? Nhưng mà tối nay anh có hẹn với khách. Mà hay em đi cùng với anh đi. May quá, có em một tiến sĩ kinh tế ở Mỹ về, anh sẽ tự tin hơn đấy. Thế nha. Anh Khải ơi, mình chuẩn bị đi được chưa anh? Nhưng mà em không cần đi nữa đâu, anh tự thu xếp được rồi. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up on breathless. Anxiety is infectious. I feel so defenseless. Betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost. Never at home. Need to be strong. Every breath hold. Cause I can't move on till... Anh cảm ơn em đã giúp anh. Hợp đồng hợp tác này ký được là nhờ của em đó. Có gì đâu, anh khách sáo với em quá à. Bao nhiêu năm mới gặp, em vẫn xinh đẹp như xưa. Thế mà ngày đó có người chê. Ai chê đâu, do em theo gia đình sang Mỹ, anh đâu thể chờ được. Thôi, em lên nhà đi, mình gặp nhau sau nha. À mà, em vừa về nước, đã định làm gì chưa? Anh mời em về công ty anh làm việc nha. Em đòi lương cao lắm đó nha. Anh trả được, anh nói thật đấy. Chào mừng em tới nơi này. Trước khi nhận công việc, em có thể tra khảo giám đốc về cuộc sống suốt bao nhiêu năm qua được không? Sao em vẫn chưa lấy chồng? Em bận học và nghiên cứu nên chẳng nghĩ tới. Còn anh có hạnh phúc hay không? Hồi đó, giá mà anh thành đạt sớm hơn, chắc là em sẽ ở lại chứ. Hồi đó, nếu anh nói với em một câu thôi, em sẽ ở lại. Giờ thì em ở đây rồi, em hứa sẽ giúp anh trong công việc. Việc này thì anh tin em làm tốt. Thế thì phải trả lương cho em cao vào đó nha.
hợp đồng hôm nay lại được ký rồi. Công là của em đấy. Anh thấy em có lợi hại không? Tất nhiên rồi, em lên nhà đi. Không đâu, anh đi trước đi, rồi em mới lên nhà. Ờ, vậy anh đi nha. Anh về đấy à? Em gọi điện mãi không thấy anh nghe, nên lo quá. Ê, sao mà phải lo, tôi đi tiếp khách hàng chứ đi đâu, sách việc. Năm tháng sau. Mau trả lại tiền mau. Chúng tôi sẽ kiện các người. Đừng hòng nuốt không của chúng tôi. Mau trả lại tiền mau. Trời ơi, mình bị lừa rồi. Ừ, dạ thưa sếp. Số khách hàng mua đang vay kính tòa nhà, họ đòi lại tiền và nói sẽ không mua dự án nữa. Giờ phải giải quyết sao đây ạ? Diễm đâu? Gọi cô ấy cho tôi. Dạ, chị ấy, em cũng không rõ nữa. Đồ đạc trong bàn cũng không còn. Diễm, em nói sao? Tất cả những dự án vừa rồi đều là do em tư vấn cho anh. Vậy mà hôm nay bay rồi ạ? Vậy có nghĩa em đã chuẩn bị việc này từ trước rồi ạ? Cô là đồ... Diễm, cô ta dám lừa mình ư? Cảm ơn chị, tôi nhận được điện thoại của chị mà mừng quá. Nghe danh chị đã lâu, giờ được gặp, lại còn hứa sẽ mua lại dự án nữa. Tôi có nghe nói đến dự án này, khá là xương, nhưng tôi đồng ý giúp anh mua lại toàn bộ dự án để anh có vốn trang trải. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't. Điều thứ ba là Hiền, vợ của anh đã tới gặp và cầu cứu tôi. Hả? Hiền, vợ tôi tới cầu cứu chị? Nhưng tại sao? Hiền từng là người em vô cùng thân thiết với tôi hồi chúng tôi sống chung trong trại trẻ mồ côi. Một doanh nhân thành đạt như chị cũng từng là trẻ mồ côi ư? Trẻ mồ côi thì không được thành đạt à? Không, tôi hơi bất ngờ vì... Xuất thân không làm nên giá trị của con người. Vị trí mà ngày hôm nay tôi có được không phụ thuộc vào xuất thân của tôi. Thậm chí tôi rất tự hào về điều đó. Cả vợ của cậu nữa, Hiền xuất thân từ trại trẻ mồ côi, nhưng cô ấy cũng học đàng hoàng, có một vị trí nhất định trong xã hội. Đó là điều đáng trân trọng. Không biết bó hoa này có đủ chân thành để cô ấy chấp nhận lời xin lỗi của mình hay không. Trả nợ kẻ cắp. Anh hỏi ai? Dạ thưa ông, có một người nhà cháu chuyển cho ông những thứ này ạ. Là ai gửi cho tôi? Liệu cậu có nhầm không? Dạ đúng địa chỉ, cháu không nhầm đâu ạ. Còn người gửi, cháu xin lỗi, cháu lại quên mất tên rồi ạ. Anh Hải ạ, tôi xin gửi trả lại anh chỉ vàng mà tôi đã lấy của anh cách đây mấy chục năm. Tôi sẽ đến gặp anh để xin anh thứ tội. Thân. Trời ơi, thằng Tiến, nó vẫn còn nhớ. Chết rồi, chỉ vàng của tớ, chỉ vàng mẹ tớ đưa đi mua xe đi làm, không cánh mà bay mất rồi. Trời ơi. Đâu cậu tìm kỹ lại lần nữa xem. Không, mất thật rồi. Tớ đã lần tung mọi đồ đạc mà không thấy chỉ vàng đâu hết. Hay là... Ý cậu là gì vậy? Cậu đúng là có tật giật mình. Trong giờ thể dục chỉ có cậu báo ốm ở lại phòng. Nếu vậy chỉ có cậu lấy của tớ thôi. Cậu đừng có ăn nói hàm hồ. Tớ không có lấy. Không phải cậu thì còn ai vào đây? Mình phải báo với nhà trường điều tra bằng được.
Tiền ở đâu mà ông mua được cả bao mì gạo này mang về quê thế? Ăn cắp để lấy tiền mua mì gạo về cho mẹ và các em à? Tôi không lấy cắp, tôi không lấy thứ gì của cậu hết. Các em có bằng chứng gì để chứng minh là Tiến lấy cắp đồ của Hải không? Hôm đó cả phòng đều đi học thể dục hết. Lúc đó chỉ có mình cậu ta kêu ốm, nằm lại một mình trong phòng thôi. Chỉ vàng của em cất rất cẩn thận, chỉ có cậu ta mới có thời gian lục lọi đồ của em. Phải lại em còn thấy bạn ấy có tiền mua mì gạo gửi về cho các em ở quê nữa. Thưa thầy, em không lấy, không phải em. Việc này không được kết luận bừa bãi, cần phải điều tra rõ ràng. Bây giờ thì tạm dừng ở đây, các em về phòng đi, riêng Tiến ở lại với thầy một lát. Tiến ạ, thầy nghe bác bảo vệ nói khi các bạn đi học thể dục hết, tầm 2:30 em có rời khỏi phòng rồi 6 giờ tối mới về. Em ốm sao lại còn đi đâu nữa? Nếu thật sự trót dạy thì em hãy thành khẩn, thầy sẽ xem xét còn kịp thời xét bằng tốt nghiệp cho em. Thật sự em không lấy gì của Hải cả, thưa thầy, xin thầy hãy tin em đi. Nếu em không nói rõ thì thầy không giúp em được gì hết. Nhà trường sẽ cho người về địa phương em tìm hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình em nữa. Giờ thì em hãy về đi. Vậy là cuối cùng các em cũng hoàn thành 4 năm học đại học của mình. Thầy chúc mừng các em. Riêng Tiến, du học lực của em rất khá. Nhưng vì vụ việc vừa rồi không có bằng chứng, mà bạn Hải nhất quyết muốn tìm ra thủ phạm, nên việc nhận bằng của em bị hoãn lại để điều tra đã. Nghe nói mẹ cậu ấy không cho cậu ấy về quê vì xấu hổ với bà con làng xóm. Đi đâu cũng mang tiếng là kẻ ăn cắp hết. Giờ cậu ấy đi đâu được ha? Bằng thì chưa được nhận, làm sao có thể xin được việc làm đây? Cho đáng đời cậu ta, không trung thực nên kết cục thế là phải. Có lẽ lớp mình thành đạt nhất là Mạnh ấy nhỉ? Phải rồi, giỏi và tài nhất là kể đến Mạnh. Giàu có thành đạt bằng chính năng lực thực sự của mình, chúng tôi lấy làm ngưỡng mộ ông lắm Mạnh ạ. Tôi còn phải học các ông nhiều. Ông không phải khiêm tốn, thế này lớp mình ít ra cũng có người vừa giàu có thành đạt, lại vừa được xã hội trọng vọng nữa, thế là nhất rồi. Chỉ có một điều là Tiến, kể từ cái ngày tốt nghiệp ấy, chúng ta đã mất tung tích của Tiến luôn, không thể liên lạc được cho cậu ấy. Cậu ấy còn không cả quay về lấy bằng tốt nghiệp nữa, không biết bây giờ cậu ấy thế nào rồi. Đáng lẽ hồi nãy mình không nên quá đà, dành cho cậu ấy một chút sót, thì có lẽ nếu giờ gặp lại cậu, nhất định tôi sẽ nói lời tha thứ cho cậu. Và tôi cũng sẽ xin lỗi cậu vì lòng của tôi thiếu sự thông cảm và vị tha. Ơi, sao hôm nay Rồng lại rảnh rỗi ghé nhà Tôm chơi vậy? Tôi vừa nhận được lá thư của thằng Tiến đấy, cậu có biết thế nào không? Nó đã trả lời tôi chỉ vàng và hẹn sẽ đến xin lỗi tôi đấy. Ông Hải, ông không nhận ra chữ viết của tôi ư? Thật ra tôi chính là người đã viết lá thư đó. Tôi mới chính là người đã ăn cắp chỉ vàng của cậu. Tôi thật sự xin lỗi ông. Ngày đó vì tôi muốn mua một cái xe để đi làm sau khi tốt nghiệp, biết ông khoe được mẹ cho chỉ vàng để lên mua xe, nên tôi đã tìm cách lấy trộm. Suốt thời gian qua tôi vô cùng ăn năn và luôn tìm kiếm Tiến để chuộc lỗi. Trời ơi, vậy mà gần như cả đời này chúng ta đã hiểu lầm Tiến. Khó khăn lắm tôi mới tìm ra được địa chỉ của cậu ấy đây rồi. Hôm nay đến đây trước là xin lỗi ông, sau là muốn cùng ông đến gặp Tiến, được không? Được, được chứ, chúng ta lên đường luôn thôi. Xin ông hãy cho tôi tạ tội với ông, và cũng xin ông cho chúng tôi về quê ông để nói rõ sự thật. Đó là trách nhiệm về cả cuộc đời của một con người. Phải rồi,
tôi cũng muốn tạ lỗi với ông. Ông Tiến ạ, giá như hồi ấy tôi không gián tiếp đẩy ông vào đường cùng. Việc cũng đã qua, vả lại cả cuộc đời tôi đã là một minh chứng cho việc tôi không hề làm việc xấu gì, nên cũng không cần thanh minh gì cả các ông ạ. Vợ con tôi cũng chưa bao giờ tin tôi là kẻ ăn cắp hết. Nhưng tôi vẫn thắc mắc mãi, sau buổi học thể dục hôm đó, ông cáo ốm rồi lại lén trốn ra khỏi ký túc xá chứ. Nếu ông nói rõ, chắc gì chúng tôi đã nghi ngờ ông. Tôi cúp tiết để đi làm thêm, gom góp chút tiền mua gạo về cho các em. Nhà trường mà biết được thì cũng kỷ luật. Còn ba mẹ ở quê biết chuyện tôi túng thiếu thì cũng đau lòng nữa. Hơn nữa, lúc đó kể cả tôi có nói gì đi nữa thì mọi người với những thành kiến định sẵn về tôi, chắc gì đã tin tưởng tôi chứ. Tôi có lỗi với cậu. Dù cậu đã tha lỗi cho tôi, nhưng tôi vẫn muốn được trả một phần nhỏ cái nợ lớn mà tôi đã nợ cậu này. Ông đã trả hết nợ rồi. Việc ông nói ra sự thật về tội lỗi của ông là ông đã trả hết nợ rồi. Chuyện cũ đã qua rồi, đừng nghĩ đến nữa. Thực ra, điều ông còn nợ là nợ chính ông. Nợ người dễ trả hơn là nợ chính mình. Cảm ơn ông. Có lẽ cho đến lúc đó, phía cuối cuộc đời, tôi mới hiểu ra một điều gì đó thật sâu sắc về cuộc đời này. Hóa ra có những tâm hồn lớn lao và cao thượng lại nằm trong những con người khốn khó và giản dị như Tiến. Giúp mẹ. Trời mưa rét thế này mà mãi mẹ vẫn chưa về. Chắc giờ này mẹ vẫn phải gom rác trên đường. Xe thì nhỏ, rác thì nhiều. Mẹ phải đi lại bao nhiêu chuyến một ngày? Chắc phải đi thêm mấy chuyến nữa chị ạ. À, phố này còn chưa gom rác, xe rác đầy rồi, cứ cố chất thêm lên lại rớt xuống cũng mất công. Em có con nhỏ, nốt chuyến này cứ về trước đi, để chị gom nốt cho. Thế chị giúp em nốt nhé. Bao giờ con em mới lớn được bằng thằng Tí nhà chị? Thằng bé ngoan đáo để, đỡ đần được mẹ bao nhiêu việc nhà. Tội thằng bé lắm, chẳng có thời gian học, toàn tự chợ búa, cơm nước. Từ dạo nó đến trường, chị có chuẩn bị được bữa ăn nào cho nó đâu. Hôm nào cũng đi sớm về khuya. Thằng bé chắc trách mẹ nó lắm. Mẹ ơi, mẹ thằng Tí lớp con đấy. Hôm qua con còn thấy cả thằng Tí cũng đi bới rác mẹ. Thì mẹ nhặt rác, con cũng nhặt rác là chuyện bình thường, có gì lạ. Thôi đi nhanh lên con, ở đây bẩn lắm. Sao thằng bé lại đi bới rác cơ chứ? Hay nó nhặt ve chai đi bán? Nó cần tiền để làm gì sao? Mẹ, mẹ ơi! Tí, con không đi học à? Còn một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp mẹ. Con cầm cái bao gì trên tay đấy? Con đi nhặt ve chai đấy à? Mẹ đã nói con phải chú tâm học hành kia mà. Mẹ để con chữa chiếc xe rác của mẹ để rác khỏi rơi. Hơn nữa, mẹ sẽ không phải đi nhiều chuyến, không phải chốc chốc lại cúi nhặt những chiếc ni lông từ trên xe lăn xuống nữa. Thì ra thằng bé đi bới rác là để tìm những thanh gỗ và sợi dây thép này. Mẹ ơi, bây giờ thành xe đã cao hơn rồi, sẽ chở được nhiều rác hơn. Mẹ có thể móc thêm túi ni lông vào những chiếc móc sắt ở ngay bên cạnh này.
xe chất được nhiều rác, mẹ đỡ phải đi nhiều chuyến. Buổi tối mẹ sẽ về nhà sớm hơn với con. Cảm ơn con ngoan của mẹ. Con đã có sáng kiến giúp mẹ. Đó là sáng kiến của tình thương đấy con hả? Mẹ đừng sợ con buồn vì những lời bạn bè trêu chọc. Con không để tâm đâu. Mẹ hãy tin con. Nhất định con sẽ cố gắng học tốt để mai này mẹ không phải vất vả nữa. Con trai mẹ đã lớn và biết thương mẹ thế rồi. Mẹ vui lắm. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.